Ông giò đen cho mình chụp. Có con tự điêu thay khiển điện thoại phải tự điêu khiển. Xin này, xin này. Thôi em ơi. Ôi, bo nè, bo em bình thường. Đấy. Hai con được kín, chưa được. Đi thôi. Ok. Bên qua cái vấn sẽ gửi nó. Rồi. Hả? À. Bẻ đuôi ra được đi. Dạ, xe đẹp chưa? Ui, tôm hùm bóng tuyệt nha, xanh le luôn. Quật rung hết cằm. Quật rung cằm hết. Nghe nên là người ta mua phần của người. Giữ lại nó quật. Giữ đấy mình nghe cuộc hay điện thoại không? Ai ui à. Chưa thì có rêu đóng. Có bắt nhờ nhờ cầu tung lật con tôm ngay. Ui vàng khe rồi. Tôm không cần chỉnh lắm. Ta cũng cần chỉnh lắm. Cái này mà biết rồi cầu quá sớm thì nó lấy tiệt tiệt đấy đó. Trong tiệt. Đó, hai bên mớ. Chọc đấy đi cứ tiệt không chạy. Ăn học thì ở trường nó luôn á. Ừ, vừa phá với rêu, họ đánh cái cánh á. Men. Ui thịt trứng con. Ui. Chín chưa? Rồi. Ngon rồi. Rồi cắt. Kéo này. Diện đi chứ răng. Diện đi chứ cắt răng hết. Cắt theo mẹp như cá tôm tít á. Đức cắt như mẹp tôm tít thôi, lật hết cả vỏ ra một cục thịt trắng phêu luôn. Không ta cứ cắt tứ đi. Cứ cắt dọc đấy. Cắt ngang chứ. Cắt ngang chứ. Chứ bà ăn nhậu rồi bà có nhìn cái con đấy. Ăn rồi mình rồi con. Để đi xong là mình xẻ ra đấy. Một người một mảnh cái kiểu cuốn. Bắt đầu cắt khuống. Hả? Ơi! Bỏ ra cắt khuống hay hay hơn. Thì khoan ra. Cắt đi xong. Mình xẻ ra. Em một cùi đây hả? Đó. Ui. Đưa con cho xin mình. Xin mình con đóng này. Xin một con nữa. Ốm. Ít tiết đặc biệt. Âu! Qua đây. Đấy. Wow, thịt này. Là chủ bố. Cẳng tinh ơi. Đại. Các mới kẹp được. Kẹp
chết thì chết. Bỏ bên kia cái thịt giờ đã sỏi hết. Rồi. Ok. Rồi được rồi, phân đề rồi, lưu chủ. À, phân đề thì má bê hả?